Đoàn liên ngành công an quận Đống Đa Hà Nội vừa kiểm tra khẩn cấp việc thực hiện quy định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tòa nhà số 58 B và C, ngõ 117 Thái Hà. Đây cũng là tòa nhà do Nghiêm Quang Minh bị can trong vụ hỏa hoạn khiến 56 người chết tại quận Thanh Xuân làm chủ. Chung cư mini này nằm trong ngõ 117 Thái Hà, rộng khoảng 210 m2, khoảng cách từ điểm gần nhất xe chữa cháy có thể tiếp cận là 100 m. Tòa nhà không có đường nội bộ, hệ thống chữa cháy lấy từ bể nước ngầm dưới sàn tầng 1, phục vụ chung cho sinh hoạt của cư dân. Chung cư này được chủ đầu tư xây dựng thành 50 căn hộ bán cho cư dân bằng hình thức hợp đồng dân sự có công chứng. Thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, bình chữa cháy sách tay, hệ thống đầu phun sprinkler tự động tại tầng 1 để xe tổ công tác đã kiểm tra xác suất hệ thống báo cháy tự động, các bình chữa cháy sách tay, kết quả các thiết bị hoạt động bình thường. Tuy nhiên hệ thống chữa cháy của chung cư này không hoạt động, đèn chiếu sáng sự cố chưa được lắp đặt đầy đủ. Tòa nhà cũng không được trang bị các dụng cụ phá rỡ, bảo hộ chống khói, chưa có lối thoát nạn thứ hai tại các tầng, cầu thang, lối thoát nạn tại một số tầng có bố trí đồ dùng, vật dụng gây cản trở cầu thang bộ thoát nạn.